Dạ, Tài xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2024, giờ này cũng gần 7 giờ tối rồi. Em muốn chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình ha. Trở lại với cái video này, em xin phép chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình những thông tin vui và những thông tin mà em cập nhật được đến gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ạ. Đầu tiên thì phải nói rằng á, là luật sư Tuyết Ngọc, cái trang cá nhân trang Facebook của luật sư Tuyết Ngọc á, đã thấy cả nhà đã tìm lại được rồi. Thì rất là nhiều ngày rồi không tìm thấy được trang cá nhân của chị luật sư Tuyết Ngọc, cũng không biết là bị hack hay là bị như thế nào, nhưng mà đến hôm nay thì trang Facebook cá nhân của chị luật sư Tuyết Ngọc đã có trở lại rồi. Trên cái group cũng đã chia sẻ và em cũng đã tìm thấy, chắc có lẽ là vì lý do gì đó. Và bây giờ chúng ta có thể cập nhật những thông tin mới từ chị luật sư Tuyết Ngọc về phiên tòa sắp tới ha, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một thông tin vui. Một thông tin khác đó là trang cá nhân của chị Hồng Loan mà đang rần rần mấy ngày hôm nay, thì em cũng không rõ nguyên nhân nó là như thế nào, nhưng mà em có tìm hiểu được thông tin nói rằng chị Hồng Loan đó là trang cá nhân, đó là chị Hồng Loan mua của một người nào đó, thì bị vô tình bị người ta tấn công, nói rằng chị Hồng Loan đang tiêu thụ những cái gọi là đồ kẻ gian, tiêu thụ kẻ gian, gọi là đồ ăn trộm ăn cắp đi cả nhà, gọi là có nghĩa là có một mua một bên thứ ba, cái bên đó đó là nó dùng chiêu trò nó hack nick của người khác rồi nó bán cho chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan là người đi mua nhưng mà chị Hồng Loan không biết, thì bây giờ là cần một cái trang fake, một cái trang có tích xanh để đảm bảo và bán hàng thì mua thôi, mình đâu có biết được là nó giống như những cái đồ vật ở ở ngoài ngoài tiệm đâu của chúng chị, ví dụ mua xe, mua cái gì đó, hoặc là mua vàng hay mua gì đó, thì chúng ta thì thấy nhan nhản ở ngoài xã hội là gọi là tiêu thụ đồ gian đó, nhưng mà đối với trang cá nhân trên mạng xã hội thì cũng chưa thấy cái điều này. Thật sự mà nói là gì, lần đầu tiên em mới biết được luôn của chúng chị. Nhiều khi là hack tiếp, một bên thứ ba đó, đó nó hack nick thì nó bán cho chị Hồng Loan, rồi vô tình người chủ lại phát hiện thấy và cũng như là trình báo cơ quan gì đó. Nhưng mà em nghe nói rằng á, là hai bên đã thỏa thuận và cũng như vui vẻ mà trả lại rồi cô chú anh chị, thì cũng không có gì, nhưng mà phía bên những con dê con và những con sòi non thì nó vô nó tấn công vô tội vạ, nó nói về Hồng Loan là tiêu thụ đồ gian, đồ chiếm đoạt, đồ lừa đảo gì đó cô chú anh chị. Thì ai nói gì nói, nói chung á, là mình làm điều phải điều đúng, cây ngay không chờ chữ tính rồi cô chú anh chị. Nếu mà nói như vậy thì bây giờ hỏi ngược lại những cái fake, những cái nick của Hồng Loan, của Hồng Ni và cũng như là của mấy anh chị yêu thương ủng hộ đó, thì bị hack và bị báo cáo, thì ai làm nó trả lời đi, trả lời được thì lúc đó mới hay, chứ đừng có vô mà gọi là soi mói và chỉ trích, nói người ta là tiêu thụ đồ gian, đồ lừa đảo ha. Thì thật sự đó là cái đó là giống như gọi là nhuộm máu phun người, cái này gọi là tình ngay lý gian đối với cô chú anh chị. Tại vì mình mua mà mình không biết được cái vấn đề đó là của ai, hay là có thể là một cái phía mình cứ nghĩ là người ta tạo ra rồi người ta không xài nữa người ta bán, giống như một cái kênh YouTube hay là một cái fan hay là một cái group của chú anh chị trên mạng xã hội. Bây giờ giống như là giống như đơn giản nè, cái group đó, nó dựa vào một cái drama nào đó, bắt đầu nó tạo cái group, nhiều cô chú anh chị vào đó đăng ký theo dõi, xong tới cái group nó lớn mạnh lên, xong bắt đầu là cái người chủ quản trị đó đó bắt đầu mới gọi là đổi tên hay đổi cái gì đó, bắt đầu đem đi bán, tại vì trong đó nó có lượt theo dõi, lượt follow. TikTok cũng vậy cô chú anh chị, TikTok cũng vậy, bây giờ người ta cũng đang gọi là làm mấy cái chuyện đó đó, là bắt đầu nó tạo lên xu hướng và có người, nhiều người đăng ký, nhiều người theo dõi. Nếu trường hợp phát triển được cái kênh đó thì người ta để phát triển, còn không thì người ta cũng bán. YouTube cũng vậy, người ta cũng có thể bán được. Thì chị Hồng Loan cứ nghĩ, theo như em nghĩ á, là chị Hồng Loan cứ nghĩ là đó là của một cái chủ nhân đó, chứ không phải là của một người thứ ba đi hack nick rồi bán lại chị Loan, cái đó là gọi là vô tình thôi, vậy mà cũng bị tấn công. Thật sự mà nói là ác quá, quá tàn nhẫn luôn cô chú anh chị. Thì họ nói gì nói thì kệ, mình làm đúng thì thôi, mình không vi phạm pháp luật thì thôi cô chú anh chị. Phải nói rằng á, là kiếp nạn của chị Hồng Loan đến dồn dập luôn với cô chú anh chị, đến liên tục và đến dồn dập luôn. Rồi một thông tin khác thì muốn gửi đến với cô chú anh chị và các bạn mình đó là bà Mì Cay. Bà Mì Cay tiếp tục gào thét rồi cả nhà, chắc có lẽ được bơm bơm máu, bơm năng lượng để tiếp tục gào thét. Thì bả đã ngưng một thời gian rồi, tiếp tục là cái tập 133 của bả. Bả lên bả nói về 200 đô của chị Bích Trâm và cũng như là nói về chị Ni. Bả nói rằng á là
À, cái anh rửa chén đó chỉ mời có Hồng Loan thôi chứ không có mời những người khác. À, cô chú anh chị không có mời Linh Tý, Bích Trâm, và đi ăn thì trả 200 đô đó thì không xứng đáng đối với lại gia đình của chị Bích Trâm. Thì thật sự mà nói cô chú anh chị, lúc đó nha, cái lúc đó đó thì em nghĩ là chưa có trở mặt với nhau thì tất cả mọi người đều rất là vui vẻ. Đối với anh ta bây giờ nếu mà trường hợp mà gọi là tính toán chỉ mời Hồng Loan và mọi người đi theo á, mọi người đi theo ăn á, thì tốn bao nhiêu cả nhà, miếng ăn là miếng còn tàn mà. Bây giờ quay trở ngược lại á, thì nói là chỉ mời Hồng Loan chứ đâu có mời mấy người kia, mấy người anh Vinh Tý, chị Bích Trâm đâu, đúng không cô chú anh chị? Thì bà nói như vậy thì liệu rằng nói như vậy có hợp lý trong cái thời điểm đó hay không, ăn bao nhiêu, tốn tiền bao nhiêu dữ vậy cô chú anh chị? Bây giờ em nói cô chú anh chị mình nghe nè, thật sự mà ở dưới quê á nha, bây giờ mình nói là cái resort đi thì cái resort là nó cao cấp, còn đối với ở dưới quê á, người dân ở dưới miền Tây của em đi, em ví dụ ở dưới miền Tây đi, mời một người thôi, ví dụ như có đám tiệc gì đó người ta mời một người nhưng mà người ta rủ theo bạn bè, nhà ông A ông B đó ông có cái tiệc gì đó, đi theo với tôi, bạn bè không à, có gì đâu, thì đó là chuyện bình thường, đâu có gì đâu cô chú anh chị. Gia chủ người ta còn rất là vui vẻ nữa, người ta không có gọi là cáu gắt hay là khó chịu gì cả, trừ khi mà mình đi ăn gọi là đi ăn tiệc, đi ăn đám cưới hoặc là đi ăn nhà hàng á, là có lên kế hoạch trước rồi, là có nghĩa là mời thiệp là người ta ghi sẵn, thiệp là mời một người, mình đi hai người thì nó không có ghế ha cô chú anh chị, hoặc là thiệp cộng, bạn có thể mời một bạn bè một cộng hai cộng gì đó, mời một người bạn thêm hoặc là thêm hai người bạn theo, nó tùy vào mà cái tấm thiệp đó người ta mời. Còn đằng này là một cái khu resort, là một cái địa điểm thông thoáng, thì trong lúc đó đó thì cô chú anh chị mình nghĩ đi, chưa có cạch mặt với nhau, chưa có trở mặt với nhau thì mọi người rất là vui vẻ, thì anh ta cũng muốn ra để làm gì, mượn hình ảnh của đứa em gái, mượn hình ảnh của những anh chị để làm gì, quảng bá. Có thể ảnh mà cái resort đó đó, cái resort đó đó không biết tới hiện tại bây giờ thì ảnh có chứng minh được là của ảnh hay không, ảnh có cổ phần cổ đông gì không thì chưa biết ha, chưa ai biết được. Nhưng nếu ha, nhưng mà nếu trường hợp ảnh không có cổ phần cổ đông gì của ảnh mà ảnh chỉ là nhận đại là của ảnh, thì có thể ảnh là nhận cái show quảng cáo, có thể là anh nhận cái show quảng cáo của chú chị, theo như suy nghĩ và góc độ suy nghĩ của em thôi nha, có thể anh nhận một cái show quảng cáo, ảnh mời Hồng Loan ra để quảng cáo, tại vì Hồng Loan đang được mọi người quan tâm chú ý, theo Hồng Ni mà mọi người đi theo thì ảnh lời quá còn gì nữa, thì cái đó là theo suy nghĩ của em ha. Còn nếu không có vậy thì mình có thể là mình mời mình đi ra mình ăn, mình live stream, mình chụp hình, mình check in, mình đăng Facebook, mình đăng trang cá nhân đó, ảnh cũng có lợi quá trời đúng không cô chú anh chị? Đừng có nói là Linh Tý và Bích Trâm là ngôi sao rẻ tiền, đó là cái câu nói của bà bông hẹ, bà bông hẹ là câu nói của bà, là câu nói thật sự là khinh người, miệt thị, khinh khi, xem thường người khác vì đồng tiền, mà coi như là đồng tiền bự như bánh xe bò đó, người ta thường nói là đồng tiền bự như bánh xe bò đó cô chú anh chị. Thì bà này là bà nằm rơi vào cái tình huống đó, phải nói là không thể nào chấp nhận được cái điều này. Bà mày cay này á, bà còn nhắc lại cái chuyện ngày xưa mà lúc anh Quốc gì mà ở ở nước ngoài đi về đó cô chú anh chị, thì em còn nhớ nha, em còn nhớ là chị Hồng Ni có chia sẻ rằng á, bà mày cay này á, bà là một YouTuber nhưng bà kỵ, bà không thích ngồi chung với lại YouTuber của chú anh chị, bà cũng xem thường. Bà mì cay này bà cũng không khác gì bà bông hẹ đâu, bà xem thường và bà khinh miệt người khác, trong khi bà là cũng là một YouTuber. Tôi không biết bà ngày thường bà là một người doanh nghiệp, bà bán gì đó thì tôi không cần biết, nhưng bà đứng chung hàng ngũ, bà lên ngồi bà nói chuyện về câu chuyện sóng gió thì chắc chắn bà cũng là một YouTuber, bà cũng lấy thông tin đem về bà làm tài liệu để bà làm YouTuber thôi. Nhưng mà bà lại xem thường người khác, bà nói người ta là bà không có ngồi gần chung với lại YouTuber, đó là cái câu nói ngày xưa mà chị Ni cũng đã từng chia sẻ. Và bà này cũng không có tốt lành gì đâu cô chú anh chị. Em còn nhớ ngày xưa đó, bà lên trên mộ á, lúc mà bà lên trời mưa trời nắng cùng với anh đó đó, anh Quốc đó, thì cô chú anh chị biết không, đói quá cô chú anh chị ơi, đói quá, đói đói quá trời đói luôn đó. Ừ, cả nhà biết không, là bị khán giả thấy là cái trái bưởi đó, cái trái bưởi của khán giả mới vừa cúng thôi, là có anh em YouTube đó, là kêu bà thôi lấy lọc của Bắc Năm, nhưng mà bà lựa nha cả nhà, bà lựa trái to bà lấy nha, chứ bà không lấy trái nhỏ nha. Rõ ràng có khán giả nói với em luôn là bà lựa trái to bà lấy chứ bà không lấy trái nhỏ. Bà này mà cũng đâu có vừa, bà cũng đâu có khác gì ai, bà đâu có thua ai đâu cô chú chị, nhưng mà bà lên đây hôm nay thì bà nói là cái vụ
200 đô của chị với câu chuyện nữa cả nhà. Thì bả cùng với lại anh Quốc, Quốc đó đó, bả cùng với lại anh Quốc và lên trên mộ á, thì để bày tỏ tấm lòng yêu mến cố nghệ sĩ và cũng như là những người mà YouTube ở trên mộ đã bấy lâu nay yêu thương và ủng hộ, bảo vệ, chăm sóc mộ của cố nghệ sĩ, bày tỏ tấm lòng. Biết tặng gì không cả nhà? Tặng cho mấy anh em YouTube đó, ở dưới mộ á, mỗi người một cái bánh cốm á cả nhà, bánh cốm giống như là ngào đường á, cái đó gọi là bánh cốm á ta, giống như là lúa mà nó nổ ra vậy cả nhà, gạo mà nó nổ ra vậy đó, rồi có thêm gừng, có thêm mè, có thêm miếng đường luôn đó, thì em gọi là bánh cốm, không biết cô chú anh chị mình gọi cái gì, thì tặng cho mỗi người miếng miếng ăn cho vui. Trời ơi, trong khi là một doanh nhân, trong khi là một người gọi là đứng ra gọi là giống như là bán hạt sòn kim cương vàng bạc đá quý gì đó đó, nhưng mà tặng như vậy cả nhà, chưa đâu, chưa hết ở đó nha. Và thấy là mọi người nó than đói ăn bún, em nhớ là bữa đó là ăn bún bún nước tương, bữa đó là ăn bún nước tương, hình như là em nhớ là ăn tới hai tô luôn cả nhà đó, hình như là nhớ ăn hai tô, một tô hay hai tô gì đó, nói chung là ăn quá trời ăn. Và lúc đó lên lên cái ngày hôm đó đó, lên chửi bà Sáu, chửi không còn thứ gì luôn, nói thao thao bất tuyệt, nói mà không ngừng nghỉ luôn, nói mà nước mà mồi vô uống không kịp luôn cô chú anh chị, nói một cái nỗi khát khô của họng đó, đưa nước châm nước cho bà uống không kịp luôn cô chú anh chị. Trời ơi, bà nói trời mưa bà cũng nói, trời nắng tạnh mưa rồi bà cũng nói, bà nói từ khi bà xuống xe là bà nói cho tới bà về luôn. Nói bà mì cay này bà ghê thiệt lắm, bà cũng không khác gì bà bông hẹ đâu cô chú anh chị. Thật sự hôm nay thì cái chuyện 200 đô cũng chẳng có liên quan gì tới bà, mà bà lên bà gào thét thì khác, bà khác nào là YouTuber, bà cũng đâu có, chắc có lẽ là người ta đã bơm máu, bơm tiền, bơm năng lượng cho bà mới lên bà mới nói như vậy, chứ thật chắc là bà cũng đã im lặng, im hơi lặng tiếng rồi, hay là bà sợ nói không được, cái căn bệnh của bà tới đâu rồi, hay là bà sợ nói không được ha cô chú anh chị, bà sợ nói không được qua cái con chân này hay sao á, mà bà cứ cố gắng bà tranh thủ. Thật sự mà nói, em nói bà này á là bị gọi là bị người ta bắt bài từ lâu rồi cô chú anh chị, bị người ta nắm thóp từ lâu rồi, chẳng qua là lên phân tích phân ơi vậy thôi. Ngày xưa thì lên ủng hộ Hồng Loan bao nhiêu, bây giờ chửi Hồng Loan vô ơn bấy nhiêu, mà vô ơn cái nỗi gì, vô ơn cái nỗi gì, bà có nằm trong cái gọi là cái hoàn cảnh của Hồng Loan lúc đó hay không, bà có nằm trong cái hoàn cảnh của Linh Tý và Bích Trâm, của chị Bích Trâm hay không, bà có thấy chứng kiến tận mắt hay không, hay là ai đưa thông tin cho bà mà bà lên bà nói như vậy, đúng không? Bà chỉ cũng chỉ là dựa vào thông tin những người nói qua nói lại rồi bà lên bà nói thôi, bà nói y như thiệt của chú anh chị. À, thì thôi kệ bà nói gì nói, nhưng mà mình em cũng muốn kể lại cho cả nhà mình nghe, bà cũng là một người gọi là keo kiệt không kém ha. Thì bà nói cái câu đó thì khác nào bà cũng là những cái người keo kiệt thôi, bà cũng khinh miệt người khác thôi, bà cũng chỉ trích và khinh miệt người ta thôi đó. Cả nhà mình nhớ ha, những gì em nói ở đây á là đều có sự thật ha. Là lấy lọc của Bắc Năm đi, hai trái bưởi, chép to trái nhỏ, lựa trái to lấy đó, rồi xuống mộ tặng cho anh em YouTube gì, những cái bánh cốm cái nhà, bánh cái bọc gì đó, chắc bọc mười mấy 20 ngàn gì đó, mà có nhiều cái ngõ gói nhỏ 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 vuông vuông đó, đưa ra người cho người một cái đó. Trời ơi, cảm ơn cứu rích, rồi cảm ơn anh em ở đây chăm sóc mộ cái kiểu cái này cái kia. Mà lúc đó trời mưa, chắc lúc đó cũng tầm cả tháng mưa cái nhà, mưa dầm cũng cả này tháng này á, cũng khoảng tháng này nè, trời mưa, vừa xuống xe xong là mưa dẫn cho tới bà về là mưa tạnh mưa, bà nói từ lúc mà xuống xe cho tới lúc về luôn. Phải nói là cái miệng của bà cũng ghê lắm, bà nói thao thao bất tuyệt, bà nói không ngừng nghỉ, mà nói bà Sáu tan nát tan tành luôn, tan tành té bẹ luôn, không còn một thứ gì. Và lúc đó nói là yêu thương ủng hộ Hồng Loan ghê lắm, trời ơi thương Hồng Loan lắm, tội Hồng Loan lắm, trời ơi. Tôi có tiếp xúc với Hồng Loan tôi biết mà. Bà nói cái kiểu lúc đó nha, khán giả đó ai cũng nói trời ơi em kêu em á là qua kênh của bà coi đi, học hỏi cách bà nói chuyện và ủng hộ Hồng Loan đó. Trời ơi em nói bà thì bà nói gì bà kệ bà, trước sau cũng quay xe, em nói y như rằng của chú anh chị, y như rằng luôn, em đâu có thèm coi, em thèm coi bả đi, bả nói làm gì bả nói, nhưng mà cuối cùng cũng quay xe à, cả nhà ha. Rồi đó là những thông tin mà muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình, và mọi người cũng đang gọi là rằng trên trên mạng nữa cả nhà, về cái vụ việc của Nghe nó chuẩn bị nó hát cái live show Đêm Đam Mê của một cái nha khoa nào đó à, mọi người đang cũng gọi là vào để xem coi bình luận cho coi chị này và coi còn vé không để ủng hộ và ủng hộ cả nhà. Vừa mới họp báo xong với lại những báo chí thì chị Gia này có những cái show liền của chú anh chị.
hay ha, có những cái show bút show liền thì thôi kệ người ta hát gì hát và làm gì làm, còn mình không thích thì mình không đi coi, đúng không cả nhà? Mình không thích mình không đi coi, còn mình thấy không hợp lý thì mình có quyền đánh giá theo góc độ của khán giả. Mình thấy một người nghệ sĩ không có tâm, không có đạo đức, không có tầm thì mình cứ đánh giá bình thường thôi, mình đánh giá đúng gọi là văn hóa bình thường thôi, đừng có chửi bới ai cả nha, mình theo cái cảm tính của mình đánh giá thôi ha. Rồi đó là một cái thông tin mình muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Một thông tin khác nữa là gửi đến cả nhà mình đó, là mấy hôm rày về cái vụ 200 đô đó thì chị Bích Trâm và cũng như là bà Bông Hẹ bên đó cũng có livestream nói qua nói lại cùng với lại chị Ni, thì báo chí cũng dựa vào đó cũng có chia sẻ một bài viết nữ diễn viên lên tiếng bên Hồng Loan nói thẳng và cạch mặt một nghệ sĩ đàn anh. Thì nghệ sĩ đàn anh này chắc có lẽ cô chị cô chú anh chị cũng biết đó là anh Rửa Chén ha. Bài viết có nói như thế này: người nghệ sĩ, mọi người đang đả kích từng là người anh em tốt với chúng tôi, nhưng giờ anh ấy như vậy chúng tôi cũng không chơi nữa. Diễn viên Bích Trâm chia sẻ. Thời gian qua xảy ra rất là nhiều ồn ào giữa con gái cố nghệ sĩ ưu tú Phủ Linh là Hồng Loan cùng với người bạn thân thiết là chị Ni với nghệ sĩ là anh Rửa Chén ha. Hai bên liên tục tranh cãi gây ồn ào mạng xã hội kéo dài, kéo theo nhiều nghệ sĩ khác. Mới đây, diễn viên Bích Trâm, vợ của nghệ sĩ Linh Tý đã lên tiếng về quan điểm của mình trong cái vụ việc. Cô nói: "Tôi nghèo chứ không có giàu, nghèo mới phải bán hàng online. Nếu tôi giàu đã ở biệt thự, đi xe hơi, không cần ngồi bán hàng online như vậy. Nhưng đêm nào tôi cũng có giấc ngủ ngon vì tôi sống thẳng, sống đúng. Tôi theo ai là chỉ đứng về phía người đó, không hai mặt, đi nước đôi, làm người khác khó hiểu. Tôi thương Hồng Loan từ đầu thì đến phút cuối, phút chót thương Hồng Loan, không có kiểu đứng giữa chừng thì quay mặt. Nếu anh Linh Tý hoặc tôi có suy nghĩ khác thì người còn lại sẽ nói vào để hai vợ chồng cùng đồng lòng cùng nhìn về một hướng. Vợ chồng tôi không đứng đứng giữa để bị người ta nói là ba phải. Vợ chồng tôi là thương Hồng Loan thì sẽ luôn đứng về Hồng Loan, ai thương Hồng Loan thì chúng tôi chơi chung. Còn những người đã từng là anh em với nhau nhưng giờ không tốt nữa thì vợ chồng tôi cũng cạch mặt không chơi chung nữa. Chúng tôi giữ vững lập trường như vậy, đã nghèo thì còn chơi tới cùng, còn nửa đường dừng lại cũng không thèm được đồng nào. Người nghệ sĩ, mọi người đang đả kích đã từng là người anh em tốt với chúng tôi, nhưng giờ anh ấy như vậy chúng tôi cũng không chơi nữa. Những người kêu tôi bằng anh bằng chị nhưng hành động không đúng, đã làm sai chúng tôi chặn hết không quan hệ. Đâu có ai nuôi chúng tôi, cho chúng tôi tiền bạc mỗi ngày, chúng tôi tự làm tự chịu. Vợ chồng tôi không giàu bằng ai hết, phong cách rất là bình dân, chơi với ai là chơi tới đến cùng, chơi rất là rõ nét, chưa để mất lòng ai bao giờ. Chúng tôi không phải là cái kiểu người vừa ngồi với người ta xong đứng lên là đi nói xấu. Nếu là người phụ lợi, đó là phụ lợi đó mà bán đứng tình anh em thì kệ họ, đó là người họ lựa chọn, tôi không chơi cùng nữa. Mọi người cứ từ từ rồi mọi sự thật sẽ lộ ra hết, ai tốt ai xấu sẽ biết hết thôi. Vợ chồng tôi với người anh đó không hề có xích mích gì hết, nhưng chúng tôi đang hỗ trợ, thương yêu Hồng Loan và anh ấy đối xử Hồng Loan như vậy nên chúng tôi không thể bên anh ấy được. Đó là bài viết nói về chị Bích Trâm và anh Linh Tý, cái đêm mà chị Bích Trâm có chia sẻ đó với cô chú anh chị. Tuy rằng không giàu có hơn ai nhưng mà tối ngủ ngon hơn quý cô chú anh chị. Những hành động, những việc làm thật sự là đúng đắn, đi đúng một hướng thì tối ngủ ngon hơn. Còn ai mà nói sai sự thật và cũng như là đêm đêm ngày đêm mà gọi là tìm những mưu mẹo thủ đoạn tinh vi thủ đoạn để hãm hại thì chắc chắn là tối ngủ không ngon, rác tay lên trán, phải suy nghĩ ha quý cô chú anh chị. Và những người nào mà gọi là khinh người, thật sự là khinh người thì chắc chắn ngủ sẽ không ngon ha. Đó, bài viết cũng nói với chị Bích Trâm là như vậy. Bây giờ thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây, hẹn với cô chú anh chị và các bạn mình cái video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã quan tâm theo dõi. Mà quên nữa, bà mày cai bà nói thì nói vậy cô chú anh chị, thật sự mà nói bây giờ đâu có ai coi bà nữa đâu. Em thấy là bà nói dài thao thao bất tuyệt, một cái video của bà gần cả tiếng đồng hồ, một tiếng hơn, gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà bây giờ cái lượt xem của bà lèo tèo một tiếng mấy mà còn có 2.000, 2.000 mấy view cô chú anh chị. Sự người ta đang chán nản bà rồi, cho dù bà có nói đi chăng nữa thì cũng hao hơi tổn sức thôi. Thì cũng khuyên rằng chị mày cai nên giữ hơi ha, giữ hơi và giữ sức khỏe,
Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.